ra cái vụ mà đi nói mà Loan không có cho nói, nó thôi thôi đừng nói thì lời ra thì Hồng Loan thì mua xe cho Sử thì cách đây khoảng chừng 10 ngày hình như là ở nhà lúc Loan về, lúc Loan đi về phải cách đây cũng tuần trở lại à, thì thấy mở lên cái Zalo thấy có gọi nhỏ của Sử mà nó không có gọi lại, tại vì hôm đó nó vô đây một lần thì là có cái thằng đó anh không biết thằng đó là nè, chung tôi biết nào nó vừa cầm cái máy lên thì hôm đó anh nó không có quay được, thì anh Dũng mới điện qua, anh Dũng có coi theo dõi là Dũng mới điện qua nói là thằng đó là bên kia, anh thử gì chỗ đó thì anh Sử điện cho anh không có trả lời, thì cái tính cách Loan bây giờ nó giúp anh em á, nó giúp được không có nói ra, y chang anh Năm hồi xưa cũng vậy, đi anh cũng vậy, giúp âm thầm giúp thôi chứ không có vấn đề mà cái phô trương là tôi giúp người này giúp người kia. Thì cái chuyện Hồng Loan bây giờ em thấy giờ cái bộ ba bên đó công kích đủ thứ hết trơn á, công kích nói nào mua bán cái này đồ dộn đồ giết thì gì đó, nhưng mà nhìn lại cái nhân cách quân cái hành xử của Hồng Loan á, nó đối xử với anh em như thế nào bây giờ phải cu mang trong nhà mấy anh em đùm bọc nhau sống chứ phải như bên kia đâu, bên kia là nó quăng ra trơn rồi à, nó chỉ biết là thôi thì mà cũng lên ra rã nói như chuyện đã rồi, nhưng mà mình là chỉ một người á, mà ngày xưa nếu mà thật sự nếu không có cái thời đại bây giờ mà nếu cái chuyện mà mình đi nói chuyện người ta mà lại đem chuyện gia đình người ta mình nói để mình lòi ra tiền thì cái chuyện nó gì là nhiều chuyện, mà bây giờ cái công nghệ bây giờ cái thời đại bây giờ nó lại khác, nó không có giống mình mượn câu chuyện gia đình người ta để mình làm trong cái tập mạch chuyện gia đình ta để mình có quyền lợi, đó là có nhiều chuyện hồi xưa mấy bà già nói nhiều chuyện ăn cơm nhà nói chuyện người ta đó, còn bây giờ thì thời đại bây giờ lại khác, công nghệ cái văn minh nó lại khác nữa, thì bây giờ cái chuyện mà mình nói người ta như vậy bây giờ coi cái hành xử người ta với cái lời nói của mình có đi đôi hay không, mình chỉ là người ngồi đó môi chuyện nhà người ta để kiếm tiền, đi ngược là hết rồi, đi ngược là nói ta vô ơn, ủa ai mang ơn ai, có cái drama này mới có tiền chứ bây giờ ngon đừng nói nữa, đi kiếm drama khác mình nói đồ 331133, bản thân mình đã vi phạm rồi chứ nếu mình không vi phạm mình biết luật quá mà tại sao mình vi phạm pháp luật rồi mình bị sa thải khỏi ngành, nhìn lại đi, ngồi đi đón rồi là mình quan tòa, mà tòa khi nào tội phạm đó chưa xử, tòa chưa phán quyết chưa phạm tội, khi nào phán quyết rồi mới biết mới dám nói người đó có tội không, người này không, người kia có tù nó xưa lắm rồi, ba phim rồi, bây giờ không nói ba drama nó ba phim rồi, phim nào phim nó y chang, cái nội dung y chang vậy, có nhàm không. Nên nhớ kỹ hồi xưa lúc mới lên cái drama mới có cái vấn đề YouTube này ra thì cộng đồng mạng á ít có tham gia lắm, và luôn cả một cái xã hội bây giờ nó tham gia, mỗi một người cộng đồng mạng là có một cái chất xám riêng không lọt được đâu ha, cộng đồng mạng sàn sảy lòi ra hết trơn à, sàn ra sàn, gạo ra gạo thôi, bỏ bớt đi ha, đừng có hù người ta nữa. Còn cái chuyện con Loan thì xưa giờ nó là như vậy rồi, cái bản chất thiền là nó đã hiền kìa, bản chất nhân đạo vẫn là nhân đạo, dù có trù có rủa gì cũng vậy thôi. Còn có một con nữa, cái con mà thỏ mỏ dơ đầu chó đó, hình như là kiếp trước nó luân hồi, nó nhớ lại kiếp trước dòng họ nó bị người ta đào mồ quốc mã mà quăng xuống ống cống hay sao đó. Mà kiếp này nó không ăn được gì, nó tích xỏ vô con Hồng Loan nó nói, mà nhìn cái mặt của nó thì xin lỗi nha, chắc gặp ở ngoài cũng không dám nhìn nó đâu, mặt nó đẹp quá, nó có mỏ nó không mà thấy rồi à, trời xanh đã cái mặt như vậy rồi mà cái tâm địa độc ác. Con người mình á, ví dụ như đừng ai đụng tới mình thôi, mình chửi người ta chửi mình chửi lại, không lo nó cái chửi mày đâu, mà mày về nhà mày nhìn thử cái bàn thờ tổ tiên mà có yên nguyên nè, cái thứ gì kỳ vậy, không biết nhục, ra mã ra đã cái miệng lên rồi xin lỗi, cái mỏ của nó là chỉ có xin lỗi so với so con mấy gì, so với so con chó cái mỏ còn đẹp hơn cái mỏ của nó nữa, cái miệng mà ăn cơm mẹ nó ăn cướp, con mỉu nó bậy gì, người ta hát xuống thì kệ người ta, nó hát dở mà có người coi, còn hát dây không phải coi cơ, ta vừa sợt lên mạng ta thấy rồi, ta cho qua rồi, mà qua bển thì xin thêm đi, mình xin thêm vẫn chừng nửa lít hai lít mình uống nữa, uống siro nó đi, ha, uống cho đã đi, xong mà có dư á, mày ra mồ mả tổ tiên mày chế cho mụ bia á,
mày chết xuống, cơ chồng mọi mày uống, cái tổ tiên mày uống, con mất dạy. Nó từ xưa giờ nó chung ra thật sự với em á, người ta đâu thường thường nó giàu đổi bạn sang đổi vợ, mà bé Loan thì y chang bé Linh nó thôi, giúp người ta nhiều cái rồi đó em, giúp cái chị ở dưới Cần Thơ anh muốn đồng ý, ở đâu giúp ít đâu con, 10 lượng vàng thời đó đó, chỉ em chỉ làm hụi rồi bị giật hụi, nhưng mà những hội viên hụi còn ở đó, nhưng mà cái đó là hồi đó, thời đó là thời đi chung với anh á, rồi sau này là không có gì gọi là khán giải mộ thôi, là chỉ có một cái là mời qua mời lại một bữa cơm, một cơm miền Tây ngày xưa ở dưới Cần Thơ là nổi tiếng á, cơm niêu á đó, mời qua mời lại thôi. Sau thời gian năm vừa nổi tiếng thôi thì có cái chuyến năm về thăm thì mới kêu kiểu như vậy, thì về nói với anh thôi chỉ vậy đó, thì anh nói ông ơi cái vấn đề không giúp thì cũng được đi, nhưng mà cái số vàng mà 10 lượng vàng là nhiều lắm, thì giúp một phần nào thôi, tại vì chủ hụi còn đó, hội viên còn đó, rồi chờ ngày tòa sự thì nó mất hết đâu, không phải còn lại. Thì nói gì cậu nói thôi giờ cho 5 lượng. Thì cái cô đó lên trong nhà cậu nói thôi, tại vì biết anh Năm thì anh Năm thích ăn cá bông lau nó bên chua với lại kho với sườn non, thì chị đó chỉ nói thôi để sáng nay chỉ qua chỉ lên buổi chiều chị đó hừng sáng và đi chợ để mà mua giờ mà nói cho anh Năm ăn, thì tối đêm đó anh qua thì anh Năm đưa 5 lượng vàng, anh nói trong ngang đây này, anh diễn tả không có mà sai chút xíu nào hết trơn, đem 5 lượng vàng để trên bàn, thì cái bàn ở phòng anh Năm có bàn chính giữa đây, anh Năm sáng xuống cà phê đó và lấy cái tay bất hiệu mặt buồn xó, nghe nó hứa 10 lượng nhưng cho 5 lượng buồn xó, rồi sáng sớm 3 giờ khuya về Cần Thơ luôn, không có canh chua ha, cũng không có cá bông lau và có quẹt á, có sợ không có luôn, đi về luôn. Em thấy cái người đó cũng phải là người ăn, chỉ là kết bạn với nhau khán giả thôi, mình tới đó mình hát mình vẫn cho thiệp mời cả gia đình xem, thì mời qua mời lại một bữa cơm thôi, chúng có dưới trơn mà anh Năm tình nghĩa như vậy, mà con Loan bây giờ cũng dạng như vậy, đi tăng tình nghĩa như vậy thôi đó. Thì bây giờ đằng sử cũng có lỗi được, rất có lỗi cũng chơi, thì nó sai xỉn gì nọ nó ra, thì rút ra xong thì Loan với Ni cũng đưa 5 triệu để đi mua cái lo để đi mua sinh, thì bây giờ tới cái xe nữa, thì nhìn hai cái nhân cách hai gia đình đi, có khác chỗ nào đâu, mà mở miệng công kích được là như sao không hiểu được. Cái người mà mở miệng ra công kích nói xấu nào, cái họ ăn cơm họ ăn cái gì không hiểu, mình muốn nói một người nào đó mình phải nhìn cái nhân cách của người ta, mà bây giờ cái drama này không phải là một cái chuyện gia đình, ở trong gia đình thì không ai nhìn thấy, mà đây là một cái drama cả nước, mà cả nước ngoài cũng biết luôn, thì mình nói làm sao á cho người ta đặt niềm tin ở mình, cái tiếng nói mình có quan trọng, cái tiếng nói mình trung thực, chứ đừng cái chơi cái trò đó nó mất nhân cách dữ lắm, mất nhân cách làm sao này mình lo nói không ai nghe hết trơn, chỉ có cái những người mà cái tâm y chang một loại với nhau nó mới nghe thôi, chứ còn những người mà có tâm mà nó trung thực chính nghĩa tao không có nghe đâu. Bỏ đi nha, đừng có làm cái trò đó nữa, trò đó trò con nít, trò dơ bẩn,